Sau mùa giải 2022-2023 quá đỗi thành công với cú ăn ba lịch sử bao gồm FA Cup, Premier League và Champions League, Manchester City của Pep Guardiola sẽ tiếp tục với một chương mới trong bình minh của mình bằng việc bảo vệ toàn vẹn thành quả mà họ đã đạt được trong mùa giải tiếp theo. Sau khi trải qua một mùa hè 2023 mua sắm bom tấn cũng như chia tay một số ngôi sao không còn nằm trong kế hoạch, đội hình của nhà đương kim vô địch châu Âu đang mang một diện mạo mới mà theo nhiều người đánh giá sẽ còn bùng nổ hơn trước đây. Nhân dịp chỉ còn tính bằng ngày để chào đón bóng đá mùa giải 2023-2024 chính thức quay trở lại, hãy cùng bình luận viên Mai Anh Tài điểm qua sơ đồ đội hình của Man City như một cách để hâm nóng bầu không khí sắp tới trong video ngày hôm nay. Với là sơ đồ cực dị 3-2-4-1 đã đem về 3 danh hiệu cao quý cho Man City và nó sẽ được Pep Guardiola tiếp tục áp dụng với những ngôi sao mà ông mới tậu về trên thị trường chuyển nhượng. Thủ môn Ederson Moraes chẳng có gì phải lăn tăn về vị trí người gác đền của Man City khi Ederson Moraes luôn là cái tên số 1 trong tay của Pep. Tài năng của thủ thành người Brazil đã được kiểm chứng qua những trận cầu đỉnh và hàng loạt danh hiệu mà anh gặt hái cùng The Citizen. Bên cạnh khả năng chơi chân thuộc hàng top đầu của châu Âu, thì lực sút của Ederson cũng rất dị, mà độ chính xác và tốc độ bóng bay cũng rất đáng kể. Cựu ngôi sao của Benfica là thủ thành có những đường truyền dài chính xác cao nhất tại Ngoại hạng Anh mùa bóng 2022-2023. Trong số 5 thủ môn thực hiện tối thiểu 100 đường truyền dài, Ederson cũng đứng đầu với tỷ lệ chính xác lên tới 52%. Sự xuất sắc trong khung gỗ của ngôi sao sinh năm 93 là một trong những lý do khiến Pep Guardiola thành công tại Etihad mùa trước. Và chắc chắn vị trí này sẽ là bất khả xâm phạm khi Ederson vẫn tiếp tục cống hiến cho The Citizen. Trung vệ lệch trái Josko Vardiol. Man City đã chi đậm đến 90 triệu euro để mang Josko Vardiol về sự Etihad thì không có lý do nào để Pep Guardiola đã để ngôi sao sinh năm 2002 ngồi dự bị. Tất nhiên mới 21 tuổi, Vardiol vẫn chưa thể hoàn thiện bộ kỹ năng nhưng vẫn còn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Tương tự như Virgil van Dijk, thật khó để chỉ ra một điểm yếu rõ ràng vì trung vệ Croatia cũng rất nhanh nhẹn. Với chiều cao 1m85 và thân hình hộ pháp, Vardiol cũng rất mạnh trong khâu không chiến. Minh chứng là bàn thắng vào lưới của Man City ở Champions League mùa trước. Đặc biệt, Vardiol chính là người đủ phẩm chất để phù hợp với hệ thống của Pep Guardiola. Anh kết thúc chiến dịch Bundesliga 2022-2023 ở vị trí thứ 5 về số đường truyền mỗi trận là 71,3, có tỷ lệ đường truyền thành công cao thứ 9 là 89,3%. Thế nên một khi đã hòa nhập, Vardiol sẽ giúp cho Man City nhanh chóng chuyển từ hệ thống phòng ngự sang tấn công và vị trí trước khung thành của Ederson, gọi tên ngôi sao mặt nạ Croatia này. Trung vệ Ruben Dias. Kể từ khi gia nhập đội bóng chủ sự Etihad, trong hàng ngũ những trung vệ hàng đầu thế giới, lúc nào cũng có sẵn cái tên Ruben Dias. Với chiều cao 1m87 cực kỳ ấn tượng, ngôi sao người Bồ Đào Nha được xem là mẫu hậu vệ lý tưởng để đối mặt với những tình huống tấn công nguy hiểm từ phía đối phương. Điểm mạnh của anh đó chính là những pha chuyền bóng chính xác và có khả năng tập trung cao độ trong mọi tình huống. Không những vậy, Ruben Dias còn là mẫu cầu thủ có tố chất thủ lĩnh, hỗ trợ những người đồng đội kiểm soát khoảng trống ở phía sau. Gần như không có điểm yếu nào đối với Dias và anh được xem là lá chắn thép giúp Man City an tâm trong mỗi đợt lên bóng. Trung vệ lệch phải Kyle Walker. Sau nửa thập kỷ cùng Man City đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, đã có nhiều tin đồn Kyle Walker đã no nê danh hiệu và muốn chuyển đến một đội bóng khác ở một giải đấu khác trong mùa hè 2023. Tuy nhiên điều đó đã không trở thành hiện sự thật khi mà Kyle Walker vẫn luôn thể hiện lòng trung thành và tận hiến dưới triều đại của Pep Guardiola. Sự đa năng trong vai trò hậu vệ cánh phải lẫn trung vệ lệch phải của ngôi sao của Tam Sư dường như biến anh thành một lựa chọn đáng tin cậy trong mỗi trận cầu đỉnh của Man City. Ở tuổi 33, Kyle Walker vẫn duy trì một tốc độ đáng nể và lên công về thủ nhịp nhàng. Gần như khi đạt thể trạng tốt nhất thì Kyle Walker là ưu tiên của Pep tại vị trí trung vệ lệch phải trong sơ đồ 3-2-4-1. Tiền vệ phòng ngự Robbery là người hùng mang về phòng truyền thống của Man City chiến cúp Champions League 2022-2023 bằng bàn thắng vàng trong trận chung kết trước Inter Milan. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong vai trò to lớn của Rodri tại Etihad. Sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã biến ngôi sao tuyển Tây Ban Nha từ một cầu thủ tầm trung trở thành một trong những tiền vệ trụ xuất sắc nhất thế giới. Tố chất điềm đạm và ổn định của tiền vệ 26 tuổi chính là mắt xích quan trọng giúp Man City luôn chiếm được ưu thế nơi giữa sân khi đối đầu với mọi đối thủ. Nhiều chuyên gia còn nhận định rằng đội chủ sự Etihad hoàn toàn có thể chơi tốt nếu vắng Erling Haaland hay Kevin De Bruyne, nhưng sẽ gặp vấn đề lớn trong một ngày Rodri không thể ra sân thi đấu. Chính vì thế Pep Guardiola sẽ tiếp tục tin dùng cơ học trò này trong mùa giải mới. Tiền vệ phòng ngự John Stones. John Stones là một phát kiến thú vị của Pep Guardiola
khi bản thân anh là một trung vệ lại được ông thầy của mình đẩy lên đá tiền vệ trụ cùng Ribéry. Và từ đây một cặp double pivot xuất sắc nhất châu Âu thời điểm hiện tại đã ra đời. Trong sơ đồ 3-2-4-1, John Stones nắm giữ vai trò kết nối hàng thủ và hàng tiền vệ Man City bằng nguồn thể lực dồi dào của anh. Sau cú ăn 3 cùng The Citizen, vai trò của trung vệ tuyển Anh tại tuyến giữa câu lạc bộ càng quan trọng hơn bao giờ hết khi anh vẫn chơi cực kỳ ổn định trong giai đoạn tiền mùa giải vừa qua. Gần như Man City của Pep sẽ để cặp tiền vệ trụ Ribéry và John Stones chơi cùng nhau nhiều hơn trong hành trình bảo vệ ngôi vương ở phía trước. Tiền vệ trung tâm Kevin De Bruyne. Ngôi sao tiền Bỉ là huyền thoại sống tại Etihad sau những thành công mà De Bruyne đạt cùng với Man City trong nhiều năm qua. Người đến kẻ đi, nhưng bất cứ lúc nào vai trò của nhạc trưởng Man Xanh vẫn không thể thay thế. Bằng nhãn quan sắc sảo ở tuổi 32, De Bruyne vẫn đang là ông vua kiến tạo tại Premier League mùa trước và đứng top 2 châu Âu với 16 lần đưa đồng đội vào thế kỷ bản. Máy bơm bóng của Erling Haaland trên hàng công vẫn còn đủ thời gian để anh bước vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới nếu tiếp tục gặt hái thành công dưới màu áo của Man City trong mùa giải mới. Tiền vệ trung tâm Mateo Kovacic. Mùa hè 2023, Pep Guardiola đã đề ra chiến lược mua sắm là hỏng ở đâu, ông sẽ vá ở đó. Thế nên việc chia tay Ilkay Gundogan thì người hâm mộ Man City cũng không thể buồn bã quá lâu khi Mateo Kovacic đã rời Chelsea để chám vào chỗ mà cựu đội trưởng Man City để lại. Nếu như The Citizen có một Champions League, thì tiền vệ người Croatia có hẳn 4 lần lên ngôi cùng Real Madrid và Chelsea. Nên DNA vô địch của anh là điều mà Pep Guardiola đang rất cần. Tài năng vẫn còn, nhưng chưa được đặt đúng chỗ tại Stamford Bridge. Kovacic đến Man City để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp đỉnh cao, khi tuổi 29 là thời điểm anh sắp rời xa đẳng cấp vốn có của mình. Và tân binh Kovacic đang nhận nhiều sự kỳ vọng lớn lao trong đội hình của Pep Guardiola đang xây dựng. Tiền vệ cánh trái Jack Grealish. Năm thứ 2 chơi cho The Citizen, Grealish cho thấy phiên bản tốt nhất của mình. Trên hành trình cùng Man City giành cú ăn 3, tiền vệ 27 tuổi người Anh đóng góp 5 bàn và 8 kiến tạo. Con số có thể không đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng với Pep thì chừng ấy là quá đủ. Pep nổi tiếng với sự tàn nhẫn trong cách quản trị nhân sự. Ông chỉ dùng cầu thủ nào phù hợp với lối chơi mà bản thân tạo ra. Trên 3 mặt trận Premier League, FA Cup và Champions League, Grealish đều là sự lựa chọn số 1 ở vị trí hành lang cánh trái. Sự xuất hiện của tiền vệ người Anh cũng là một trong những lý do Phil Foden không còn giữ được suất đá chính. Và chắc chắn Jack Charm Cổ hứa hẹn sẽ còn chơi thăng hoa hơn nữa trong mùa giải mới. Tiền vệ cánh phải Bernardo Silva. Tưởng chừng Bernardo Silva sẽ rời Man City để chuyển đến một đội bóng mới như ý định ban đầu, thì đến hiện tại tiền vệ người Bồ vẫn chưa chốt xong bế đỗ và gần như tiếp tục cống hiến cho nửa xanh thành Manchester trong mùa giải mới. Ở mùa giải vừa qua thì Bernardo Silva thể hiện phong độ thuyết phục với 55 lần ra sân trên mọi mặt trận, ghi 7 bàn thắng và có 8 được kiến tạo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha thể hiện sự thích nghi tuyệt vời với lối chơi linh hoạt của Pep, từ vị trí hậu vệ trái, tiền vệ phòng ngự, tiền vệ công cho tới tiền đạo ảo. Silva đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phần thưởng cho ngôi sao người Bồ Đào Nha là một vị trí trong đội hình tiêu biểu của Champions League mùa giải vừa qua. Và hiện tại thì vị trí tiền vệ cánh phải của Bernardo Silva là bất khả xâm phạm khi Riyad Mahrez cũng đã rời đi trong mùa hè này. Tiền đạo cắm Erling Haaland. Ngay trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại Ngoại hạng Anh, Erling Haaland đã thể hiện phong độ xuất sắc. Anh ghi 36 bàn cho Man City để giành danh hiệu vua phá lưới một cách thuyết phục, bỏ xa người xếp thứ hai là tiền đạo Harry Kane của Tottenham tới 6 pha lập công. Thậm chí tiền đạo người Na Uy cũng giành được vua phá lưới tại Champions League để trở thành ứng viên của quả bóng vàng 2023. Mặc dù chưa thể tỏa sáng trong những trận chung kết cùng Man City, nhưng đây rõ ràng là động lực để Erling Haaland nỗ lực hơn nữa trong mùa giải mới. Và kỷ lục ra trong tay Pep Guardiola đã sẵn sàng làm nên kỳ tích. Và đó là 11 cái tên trong sơ đồ hình của Man City trong mùa giải 2023-2024. Vẫn còn đó những phương án dự phòng chất lượng của Pep Guardiola mà có thể kể ra thì họ càng xứng đáng được thi đấu. Dù cho The Citizen vừa cục ngã trước Arsenal tại xứ Cúp Anh, nhưng năm ngoái họ cũng thất thủ trước Liverpool ở đấu trường này để rồi làm nên cú ăn 3 vĩ đại. Thế nên chẳng có gì phải lo lắng khi thầy trò Pep Guardiola vẫn đang mạnh lên từng ngày và sẵn sàng bảo vệ 3 chiếc cúp danh giá FA Cup, Premier League và Champions League tại phòng truyền thống trong mùa giải 2023-2024.